Xin chào tất cả các bác đã quay trở lại với kênh Ánh Sáng Hoàng Long. Hôm nay thì em quay trở lại để review qua về cái bàn mixer XA12 Pro này. Thì đây là dòng sản phẩm mà có size nhỏ nhất các bác nhé, XA12 Pro. Dòng này thì có 4 đường mic như các bác thấy. Thì về cơ bản thì nó giống như những cái bàn cơ khác trên thị trường. Nhưng con này thì nó có một cái ưu điểm là con này nó có 2 đường effect. Đấy. Thì để dễ dàng điều chỉnh và sử dụng và tiếng nó rất là ổn nha các bác nhé. Thì như em đánh giá thì cái con này dòng sản phẩm này thì tiếng tương đương với dòng của Dynacorp các bác nhé. Và dòng sản phẩm này thì có 4 loại các bác nhé. 4 loại thì trong cái 4 loại này thì nó có size là 4 đường mic, 8 đường mic, 16 đường mic và 32 đường mic. Thì cái phổ thông nhất thì là cái 8 đường mic. Thì cái 8 đường mic em sẽ review qua cái 8 đường mic ở những cái video sau. Cái 8 đường mic thì nó để vừa luôn cái bàn mixer này. Đấy. Thì đây là cái bàn mixer 4 đường mic. Thì quay trở lại thì cái con này nó hỗ trợ là có 4 đường mic này. Đấy. AUX 1 và AUX 2 về đường nhạc vào thì nó có 2 đường. Như các bác cũng thấy đây. Đó. Hoặc là có thể sử dụng đây là nó hỗ trợ là jack 6 ly các bác nhé. Đây này. Jack 6 ly. Đấy. Đây. Hoặc là các bác cũng có thể sử dụng qua cái đường sử dụng bằng jack cắm hoa sen này. Hỗ trợ thêm 4 đường AUX. 4 đường AUX bằng jack 6 ly nữa. Sử dụng cho monitor hay các bác ghép vang gọi là ghép vang rời đúng không ạ? Rồi. Rồi, cái quan trọng nhất là cái phần để điều chỉnh cái thông số này thì nó không như có cái dòng của Dynacorp, mà cái dòng này nó các bác có thể sử dụng điều chỉnh nó là tích hợp các bác nhá. Ví dụ như là ở chế độ em thử cái chế độ 10 đi. Đấy, nó tích hợp. Khi ở chế độ 10 này thì nó sẽ ra một tiếng âm khác và mình có thể chỉnh được độ trễ tiếng âm của nó. Đây, như các bác thấy này. Nhanh chậm. Cái đuôi của nó, các bác có thể điều chỉnh can thiệp vào cái đuôi của nó bất kỳ ở một cái mức độ nào. Thì con này nó có mỗi một cái kênh của effect hay echo thì nó đều có 99 cái kiểu để các bác chọn. Bên này cũng thế, có 99 kiểu. Mình có thể can thiệp bẻ được theo cái độ trễ của mình. Thì cái này cũng rất là hay. Thì em sẽ thử alo qua một chút để cho các bác xem cái tiếng gì vật trước. Đây. Thì em nói qua một chút về cái tủ thiết bị của em. Thì hiện tại thì em đang dùng một con công suất K8 800W nhân 4 kênh. Một bộ quản lý nguồn. Bộ quản lý nguồn này thì em cũng đã từng giới thiệu rồi. Một cái cốt 234XL và một bộ mic BBS K965. Đấy, bộ này thì có 1.850.000 thôi các bác nhé. Đấy. Không phải là dòng sản phẩm cao cấp nhưng tiếng nó cũng khá là ok luôn. Bây giờ em sẽ thử cái tiếng gì vào trước các bác nhé. 1 2 6 7. Alo. 1 2. Em sẽ hát thử một đoạn để cho các bác cảm nhận nhé. Em mới nhớ thương nhớ cả đêm. Đó, đây là cái tiếng reverb nha, còn đây là echo này. Thì cái này các bác có thể chọn tùy vào cái tai và cái âm gu âm nhạc của mình. Đấy. Thì các bác có thể chọn cái tiếng echo khác, cái tiếng reverb khác. Lô, 1 1 2. Lô, em mới nhớ thương nhớ cả đêm. Bây giờ là em sẽ gom giữa cả reverb và echo vào nhé. 1 2. Em mới nhớ thương nhớ cả đêm. Đấy, các bác nghe thì cái đuôi mà khi mà mình hát xong rồi nó còn đi sâu đến cái lúc mà khi mà kết thúc ấy thì cái gì vợt và cái echo nó quyện vào nhau, cảm giác cái tiếng nó rất là mềm mại. Và theo cá nhân quan điểm của em thì cái dòng sản phẩm này tiếng nó nịnh hơn là dòng Dynacorp các bác nhé. Tiếng nó rất là nịnh, hát rất là cảm giác là nó mềm mại hơn là của Dynacorp. Em sẽ hát thử một bài có cả âm thanh nhé các bác nhé.
một hai. Tình yêu em như sóng biển chiều hôm, đã trao anh dạt dào bao kỷ niệm, như vầng trăng sáng to giữa khơi xa, như hàng dương gió reo suốt một mùa. Anh yêu em như yêu bờ cát trắng, lòng lo âu những mùa bão qua đây. Em yêu anh như yêu câu ý dặm, dần thì dần mà tương cục thật nhiều. Ngoài khơi xa đang có gì đợi anh, lúc phong ba biệt động giọng gầm gào. Em chờ anh tung trọn suốt cánh thâu, như dòng sông lúc với rồi lại đầy. Anh yêu ơi thương anh nhiều lắm đó, đừng đi xa như loài cá lang thang. Dần thì dần mà thương cũng thật nhiều, dần thì dần mà thương lại càng thương. Lên một hai đó thì đây là một trong những cái sản phẩm. Đầu tiên nói đến cái mic nhé, đây là cái mic K969, mic này chỉ có 1.850.000 trên một bộ thôi các bác nhé. Giá bán lẻ thì bây giờ bên em áp dụng tựa như giá bán buôn hết. Đây là những cái mã em quay xuống như này. Đây là toàn bộ những cái mã UGX đây này. UGX 8, 9, 10 đấy. 8, 9, 10, 20, 21, 23, 25 mã 1.750.000 hết các bác nhé. Toàn bộ giá này là sẵn hết. Còn anh em nào lấy xỉ có thể liên hệ trực tiếp với bên em qua số điện thoại ở phần mô tả. Đấy thì em muốn nói qua về cái dòng mic khi em hát thì cái dòng cái đường tiếng giải mic thì nó 1.850.000 thì nó không phải là hàng chất lượng. Thế nhưng mà nó ra đạt được cái hiệu suất ở trên cái mic này và cái bàn mixer này kết hợp. Thì em nghĩ rằng đây là một sản phẩm vừa túi tiền và có thể thay thế được rất nhiều cái sản phẩm khác, ví dụ như là của Dynacorp. Thì rất mong được sự đón nhận của các bác về dòng sản phẩm mixer này. Thì video đến đây là kết thúc. Cảm thấy hay thì hãy like và đăng ký kênh ủng hộ cho bên em nhé. Xin chào, hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau.